Đây là nói chung là một tin hơi sập sệ đối với các bạn nữ và đặc biệt là rất là tụt hứng đối với các bạn nam. Collection mới này. Rất nhiều nước hoa thì các bạn. Sồi ôi. Yosho, Yosho. Hello, bonjour. Chào mọi người. Hôm nay vlog hôm nay thì Thảo nói trước đi. Vlog hôm nay thì bọn mình sẽ quay phố chính, phố London vào cái mùa Covid này như thế nào. Bởi vì hôm nay nhân tiện thì mình đi lên trên phố chính là Oxford Circus để mà mình đến công ty của mình có việc nha các bạn. Vì vậy thì mình kéo luôn ông xã của mình đi theo để làm một cái vlog thú vị một chút ha. Ok. Bây giờ thì mình bọn mình lên trên tàu và hẹn gặp các bạn 30 phút nữa. Bye bye. Bye. Nhìn thấy chưa? Trời. Bọn tớ lúc nào cũng rất là kiểu như là follow đúng theo gọi là điều luật của quốc gia phải không? Bảo gì làm đấy rất là ngoan. Đấy. À, chuẩn bị đi lên này. Tàu sắp đến rồi các bạn ạ. Nhá, sắp đến rồi. Chắc là phải đến gần 2 tháng rồi là chưa lên trung tâm ấy. Gần 2 tháng rồi. Bây giờ chẳng biết lên là mặt mũi hay là chỗ nào nó bán hay khi lại vắng hoe, không biết thế nào. Thế Thảo ơi. Chào mọi người cái đi. Mình ra đi ra nắng đi cho nó đẹp đi các bạn ơi. Hôm nay coi như là kiểu như là nhà quê lên tỉnh ấy. Bây giờ cũng sau khoảng 2 tháng rồi mới được lên, mới được ra trung tâm chơi. Đấy, vào zone 1, sướng quá, mừng tủi tủi. Hôm nay là tôi đi ké Thảo Rainbow để lên công ty của Thảo ở trên phố chính. Đố các bạn biết đó là gì nha. Úi dồi, kinh quá. Công ty như kiểu ngân hàng quốc gia không bằng nhỉ. Thế escalator. Go round. Oh yeah, yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Doors on the right. Sure. Thank you. Yeah. Bình thường nhá, xung quanh là có quán gì nè, McDonald's nè, rồi Di Farm nè, rồi có cả Starbucks ở phía này nữa. Thì đây là một cái bến nhỏ, nhưng đây là cái bến trung tâm. Ở ngay cái bến tàu là bến tàu trung tâm, cho nên gần như là tiện lợi về phố hay ăn uống ấy nè. Nói chung là khá tiện lợi. Nói chung Bond Street ấy, nó là một cái bến vô cùng trung tâm bởi vì nó là nơi tọa lạc của Selfridges. Selfridges thì là nói chung là trung tâm mua sắm số 1 châu Âu. À không, nói chung là không phải số 1 nhưng mà nó phải ngang hàng. Nó phải ngang hàng so với Harrods. Cho nên là tất cả những cái loại hình dịch vụ thì service thì nó sẽ tập trung xung quanh này là vô cùng nhiều, rất là nhiều luôn. Đấy. Vắng, có thể vắng hơn Chùa Đăng. Một trong những con phố đông nhất châu Âu. Lúc này là vào cuối tháng 5 rồi nha các bạn. Trời mà. Em trời. Cái thời điểm thế này coi, thế này coi như là không có người rồi. Cái thế này coi như mới lockdown á thì gần như là không có ai đâu, vì mình đã cái ngày cuối cùng mình đi làm á các bạn, không có ai thực sự. Cái thời điểm mà bắt đầu lockdown á, còn bây giờ thì phố thì vẫn là đông, shop chưa mở, nhà hàng chưa xuất quay thôi, nhưng mà mình đã thấy có nhiều người đi bộ giống như là ok. Đây Selfridges đây, lừng danh quốc tế đây, và không có bóng người, và chú ơi thậm chí đóng cửa một cách thảm thương như thế này, tôi buồn quá cơ. Selfridges, Oxford Street, đóng cửa, buồn thì thôi. Ở đây rất là lâu đời rồi đó. Yeah, yeah.
Nói chung nó với cả Harrods thì là ngang ngửa, nhưng mà Harrods thì bán cho Hoàng gia Qatar rồi. Còn mỗi cái thằng này là vẫn thuộc về Anh thôi. Thôi sang đường đi. Để có một cái góc nhìn rộng rãi hơn. Đây là con phố Opportunis nha các bạn. Một trong những con phố đông đúc nhất của châu Âu. Nói chung là hàng ngày luôn. Chúng là cũng phải gần 2 tháng mà mình không lên đây rồi, cho nên là hơi bất ngờ khi nhìn con phố nó như kiểu là đường làng vậy. Bây giờ mình bọn mình sẽ đi đo đồ xuống đây rồi đi tiếp thì đến công ty của mình. Nó vẫn làm việc Opportunis, nhưng mà chúng ta sẽ Opportunis là cái nơi mà giao giữa nơi chuyển truyền Opportunis. Nơi đó sẽ hoành tráng hơn, đặc biệt là những cái retail rất nhỏ, những cái style thôi đó. Thì giúp đỡ mình sẽ quay sau cho các bạn mình đi tiếp nhé. Hôm nay là vào mua Goya đấy, 140 so thế giới, 140 so của châu Âu này. Mua cái loại khác đấy không? Blanca. Ukulele. Đúng không? Nista Fashionista luôn. Bên này có một cái quán sushi nhỏ nhỏ xinh xinh này. Holy heck. Let's check it out. Check it out. We have time, right? Ooh, một hẻm nhỏ như kiểu hẻm xéo ở trong Harry Potter vậy. Wow. This looks so cool. Tên là gì nhỉ? Chisu. Ok. 1, 2. Rồi. Nó loanh quanh ở phố 56A South Moulton Street. Ok. Chisu. Các bạn thấy không? Anh có thể quay cái cầu thang đấy ở London nha. Đặc biệt ở London nước Anh sẽ thấy những cái kiểu nhà như thế này nè. Ồ hả? Từng layer và có những cái cầu thang như thế này. Kinh quá nhỉ. Cứ như là gọi là kiến trúc sư càng đẹp. Đây là gallery à? Mazay là cái gì vậy em? Thương hiệu bình dân à? Rất là tính trang nhã, sang trọng. À ha. Cấp cũng có nha. Mà cũng thuộc. Đây là những thương hiệu mà mình theo mình thấy thì có tính nhận diện không phải là cao, đặc biệt là ở Việt Nam, nhưng mà nó rất sang trọng. Nó đều là những thương hiệu mà có giá trị về mặt vật phẩm là không hề thấp một tí nào cả, nhưng mà lại tính nhận diện là thấp. Đấy. Hầu hết những thương hiệu đây là mình cũng chưa nhìn thấy qua bao giờ, những kiểu như này, Sartoria Rossi, cái tên nửa Ý nửa Địa Trung Hải, nửa ấy. Latin. Sandro có nổi tiếng không? Có nổi tiếng. 25-30 sống lên tình nè. Và các bạn ở Việt Nam nữa, các bạn trẻ hiện tại thì thương hiệu này rất là dễ mua. Mình nghĩ là như vậy, đặc biệt vào cái mùa sale Christmas của nó, mình nói thật là rất là dễ mua các bạn ạ, vì nó cháy hàng online. Các bạn đến tại store và có rất nhiều store ở lên tình nha. Chào tạm biệt Thảo nha. Có một tin đối với các không, nói chung là không vui lắm đối với các bạn nữ, là hiện nay thì Victoria's Secret đã quyết định là đóng cửa toàn bộ 250 cửa hàng ở khu vực Bắc Mỹ rồi, toàn bộ 250 cửa hàng luôn, vì do là doanh số rất là thấp trong thời kỳ Covid. Đây là nói chung là một tin hơi sập sệ đối với các bạn nữ, và đặc biệt là rất là tụt hứng đối với các bạn nam. Collection mới này nè. Rất nhiều nước hoa thì các bạn. Trời ơi. Gì đây? Love flower and girls. Jo Malone, thương hiệu nước hoa đặc trưng của London. Nói chung đây là thương hiệu nước hoa cũng chung sang trọng. Theo mình thấy thì nó
Trung Lê là một thương hiệu nước hoa mà không hề mới đối với người Anh, nhưng mà đối với các bạn ở châu Á thì trên Việt Nam mình thì chắc cũng không có nhiều người biết đến thương hiệu này. Yeah. Trung Visual Window của Jo Malone cực kỳ nổi tiếng. Vì nó lúc nào cũng lấy cái hình ảnh gọi là London cổ điển để làm cái theme của nó, cho nên nó rất là đặc biệt. Bors, Mont Blanc, Aida Hinmat, De Geer, Adet, of course, đây là Dolce & Gabbana, over there là Emporio Armani, okay. Một số store thì window vẫn còn là mannequin mặc collection cho mùa đông nha các bạn. Yeah. Bây giờ thì đang là nóng rồi. Mùa hè rồi. Đang nóng rồi, thực ra đáng lẽ mùa này ấy, thì con phố đây là một trong những con phố phải nói là siêu chảy. Nói chung là nếu mà mặc đồ hiệu thì đây là con phố nổi tiếng chắc chắn là nhất châu Âu rồi. Con phố này nổi tiếng nhất châu Âu. Hai cái gọi là department store nổi tiếng là Harrods và Selfridges. Nhưng mà về con phố nổi tiếng nhất về đồ hiệu thì đây là còn là con phố này. Con phố Auburn Street. Đây, Danvers, thương hiệu này đến từ Bỉ nhá. Danvo. Ờ, đây đọc là Danvo đúng rồi đấy. Tức là thương hiệu này thì cái Danvo này ấy, về cơ bản ấy là nó thương hiệu này là về cơ bản là nó xếp hàng ngang ngửa với Goya. Và thậm chí là tính nhận diện của nó là rất thấp bởi vì là nó quá chảy. Smithson. Church. Thương hiệu giày đến từ Northampton thì phải. Rolex. MP. Lời về. Cái này là hình như của Tây Ban Nha thì phải, không nhớ rõ lắm. Mấy năm nay cũng khá tranh xả. Đặc biệt có những cái thương hiệu về Galaxy dành cho nam. Một chiếc siêu xe. Đây, còn đây là IWC Strabotchen là một thương hiệu của đồng hồ của Thụy Sĩ. Ok. Alaya thì này không rõ, nhưng mà khả năng cao là tên này là gốc từ của Beirut, từ của Lebanon. Roger Vivier, một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng về giày. Cực kỳ nổi tiếng về giày nhá. Nói chung là nó ngang ngửa với Christian Louboutin. Yes. Đây là nhà đấu giá Sotheby's nổi tiếng. Nhà đấu giá Sotheby's. Rất rất nổi tiếng. Toàn chơi những item như kiểu danh họa Picasso 100 triệu một bức vẽ chẳng hạn. Đó. Picture Green là một gallery khá nổi tiếng ở London. Over there là Chloe. Đây, long cam đây. Sorry các bạn nhé, mình cứ đọc này là long cam nó dễ hiểu. Wow, rất phù hợp với các bạn nữ có cá tính. Và giá là 1360. Bạn vừa nói gì? 1360. Đó là chất liệu siêu. Holy heck, 1360 bảng thì tương đương với 40 triệu chứ phải. Cũng khá là ok, một cái con giá không phải là quá mưa mà cũng không phải là quá chát. Đây là dây châu. Đấy, thương hiệu dây châu. Tory Burch. Thương hiệu này thì hình như là của New York. Mình không thích các thương hiệu đến từ Mỹ, nó thật là như vậy. Những Calvin Klein là Tory Burch. Thì mình đều không ưng lắm. Đúng rồi. Như bạn Tini Thảo vừa nói ấy, thì càng đi về cuối con đường này thì lại càng tranh xả. Đây nói một đại diện khủng khiếp của thời trang thế giới, MS. Không cần phải bàn nhiều về MS Birkin là đúng không ạ? MS Kelly, đó là những cái thương hiệu quá mỹ miều rồi. Nó đi vào lòng người và các chị em rồi. Một chiếc túi của nó ấy, nhẹ nhàng vui vẻ tình cảm ra thì nói chung là cũng phải tầm 14.000 bảng thì tương đương với khoảng độ 18.000 đô la Mỹ. Đấy là một chiếc túi mới. Và những chiếc túi gọi là cũ thì cũng có giá cũng khá là cao rồi. Vì nó rất là giữ giá, nhưng mà nó dễ mua hơn nhiều. Bạn không cần phải chứng minh tài chính gì nhiều. Bắt đầu từ đây trở đi là các thương hiệu như là Hermes, Burberry nè. Về Bali thì có Rimowa nè các bạn. Đấy. Một trong hai thương hiệu Bali cực nổi tiếng là cùng với Tumi. Cùng với Tumi là hai thương hiệu rất nổi tiếng về Bali. Loro Piana, thương hiệu siêu khủng, siêu siêu khủng. Và
European à. Cuối đoạn đường là có anh chị đại chúng ta đây. Đây. LV, Dior. Đây là những anh đại lớn nhất trong làng thể thao. À quên, xin lỗi, trong làng fashion. Các bạn biết rồi đấy. Louis Vuitton, không cần phải bàn cãi nữa. Là anh chàng có doanh số lớn nhất, là ông lớn nhất, là dễ được nhận diện nhất, thương hiệu được nhận diện rất cao. Chanel, Coco Chanel, huyền thoại. Tiếp tục là Dior, Christian Dior. Mình hứa là khi mọi thứ trở lại bình thường á, vào Christmas này thì bọn mình sẽ làm một cái vlog tương tự như thế này. Và con đường này sẽ rất là tráng lệ, đèn, các bạn thấy Christmas lights rất là ấn tượng. Thì các bạn sẽ đón xem sau nha. Yeah. Bây giờ thì mình... cũng đã đón xem chương trình của bạn đây các bạn thấy không? Đây, xa xa kia các bạn có nhìn thấy chữ Patek Philippe không ạ? Đó là một vị thần vĩ đại trong làng đồng hồ thế giới, không cần phải bàn cãi nữa. Vâng, nó có rất nhiều những cái tourbillon, perpetual moon phase. Đấy, những chiếc đồng hồ có giá vào khoảng từ 6 tỷ đổ lên. Đấy. Những thương hiệu mà những chiếc đồng hồ mà ví dụ như là Patek Philippe Charm với 7 phiên bản của nó, Patek Philippe Charm, thì mỗi chiếc đồng hồ đấy có giá khoảng độ là 80 tỷ đồng. Anh cứ đi. 80 tỷ đồng một chiếc đồng hồ. Cũng khá mượt đúng không ạ? Và có chung cũng chỉ có 7 người sở hữu thôi, trong đó có một ca sĩ người Hồng Kông. Nên mình nhớ không nhầm. Đấy. Kia là Givenchy. The Christian Gono. Đây là một thương hiệu về về trang sức nhưng mà lại có cả đồng hồ luôn, có cả điện thoại luôn. Bạn Tivi Thảo xin chào mọi người đấy ạ. Vâng, bà vai bá cổ đi. Wow, xinh đẹp quá. Ok, cảm ơn bạn. Thôi, tôi không cho quay nữa đâu. Hublot thì là một đồng hồ, là được một trong những hãng đồng hồ được quảng cáo mạnh nhất thế giới. Đấy, về máy của nó thì cũng không phải là máy tự nhà làm, nhưng mà nói chung là đồng hồ này thì bán doanh số rất cao, rất là cao. Và đặc biệt các bạn nam rất là mê thương hiệu này, bởi vì nó giá cũng vừa, khoảng 200-300 triệu một cái đồng hồ là bạn cũng có thể đeo được rồi. Đấy, cũng không có gì cả căng thẳng với một chiếc đồng hồ này cả. Đây, Chopin, quá khủng khiếp rồi nhá, không cần bàn cãi nữa. Chopin, những đồ miếng nó trang sức triệu đô là từ Chopin. Asprey của Anh, rất cổ điển. Asprey Bulgari của Ý. Đấy. Và ngày xưa là không biết là Thủy Tiên vợ Công Vinh ngày xưa là cũng mượn mấy chục nghìn đấy, mà cái túi da rắn đấy là thiết kế của Bulgari nhé. Đây là thương hiệu về đồng hồ này, Piaget này. Tasaki thì mình không biết là hãng này hãng gì. Đây, Van Cleef & Arpels, siêu khủng về mặt đồ trang sức. Bên này một siêu khủng khác, Harry Wilson của Anh. Musa F chuyên môn về kim cương nhá. Musa F là chuyên về kim cương, cực mạnh về kim cương luôn. Còn đây là cái tên số 1 thế giới này, Graf cực kỳ khủng về đá lục bảo và ngọc thạch. Graf nhá, vô cùng khủng khiếp đấy, phải nói là khủng khiếp nhất luôn, không có ai bằng được Graf đâu. Cartier, một tên tuổi của Pháp. Cartier thì rất nổi tiếng với cái series nhẫn mà nói chung các bạn rất là thích, mình quên tên rồi, nói chung nhiều quá. Và đặc biệt là nó có series nổi tiếng huyền thoại hàng trăm năm nay là về đầu báo, về những con báo, với những thiết kế là liên quan đến đầu báo hoặc con báo có khảm đầy kim cương và kim cương đen. Đấy, thì các bạn Cartier này là bạn khủng khiếp về cái đấy lắm. Là Cartier cũng có túi nhá, nhưng mà túi nó thì không hề mềm thế nào cả, nên nói chung là mặt tính nhận diện thì lại thấp. Tony. What? Tell me. Oh, Mikimoto. Mikimoto này là một thương hiệu rất nổi tiếng nhá, là về ngọc trai. Tất cả những gì mà tinh túy nhất về ngọc trai thì Mikimoto nói chung là đi rất sâu về cái khoản đấy. Ngọc trai của Mikimoto rất là nổi tiếng. Đó. Còn bên kia thì các bạn nhìn thấy đây, đúng là phong cách Mỹ rất là châu chó và xôi thịt, cho nên là các bạn nhìn đấy, một thương hiệu Mỹ thì bao giờ cũng phải thuê một cái gì đó nó to, gọi là thuê một cái khu vực to nhất của cái một khu phố, thì người Mỹ sẽ làm như vậy. Và Ralph Lauren, một tỷ phú, một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất nước Mỹ, đã thuê chỗ này Ralph Lauren, nhưng mà thật sự là mình cũng không ưng lắm đấy. Đây, tại sao mà các bạn có thể nhìn thấy bạn Tini Thảo đang tạo dáng rất kinh dị, và là bởi vì là bạn đứng trước Tiffany & Co.
là một cái, nói chung là cái hãng này thì không cần phải bàn nhiều nữa rồi, là họ có một cái lượng bán kim cương không cần phải bàn cãi. Oh yeah yeah, okay okay okay. Trust me, I promise you, I promise you. Đây là phố Old Bond Street nha. Hồi nãy là mình bắt đầu đi từ Old Bond Street. Đấy, bây giờ là phố Old Bond Street nó khác nhau nha. Và lần lần thì mình sẽ đi down the road này, mình đến những cái phố khác, rồi đến công ty của mình. Bây giờ lần lần hơi nhiều rồi đấy, Tony. Yeah. Mugler, khá mềm. Và đây là Alexander McQueen. Wow. Một thiên tài người Anh. Một thiên tài người Anh. Chết vì bị trầm cảm à, khi biết tin là mẹ mất, và khi mẹ mất được khoảng 2 năm và biết tin là mình bị AIDS thì McQueen đã quyên sinh. Nhưng mà đây là một thiên tài, một thiên tài của những thiên tài. Anh có thể zoom vào trong đây để thấy nè. Yeah. Ở đây rất là chi tiết nha, visual ở đây nè. Nó là ấn tượng. Em nhớ nó làm từ nhớ không làm từ hồi đợt mình đi gần đây là Christmas. Tôi đã dăng cái này rồi. Yeah. Yes. Nói chung là về mặt window looking của các hãng tại châu Âu thì không cần phải bàn cãi rồi. Nó vượt còn xa cả Mỹ. Ví dụ như đồ hiệu nhá, thì Mỹ là đất nước mà có số lượng đồ hiệu nhiều nhất. Tức là nhập cái số lượng thì cực kỳ nhiều. Nhưng mà nếu như mà về mặt gọi là đồ hiếm, đồ quý, đồ đắt giá nhất thì chỉ có London thôi nhá. Những cái đồ mà gọi là thiên hạ vô địch thì chỉ có London mà có thôi. Yeah yeah. Đây là đây, ở đây người ta gọi là arcade các bạn nhé. Arcade này. Đây là những nơi mà hai bên có những cái window shopping như thế này. Đấy, window shopping như thế này. Mọi người đi qua cái arcade này và thấy ưng thích một cái gì đó thì các bạn vào mua thôi. Đấy. Rất là đặc biệt ở London này, không, em nghĩ là tại Anh luôn, Manchester, Leeds nhỏ đấy, Birmingham có những cái arcade như này, nhưng mà Birmingham London là nhiều nhất. Đương nhiên London là số 1 về những cái khoản này, bởi vì họ có diện tích lớn và đặc biệt là các block phố rất là dài. Các block phố của London rất là dài. Bên kia là Max Mara. Tại sao và Prada. Gọi là flagship store có nghĩa là cái gì các bạn thấy đó, dọc cái con đường này nè, tất cả là flagship store. Và chúng ta thấy không, treo những cái cờ gọi là biểu tượng cái thương hiệu đó ra. Chính xác. Đã. Chính xác. Đúng, tất cả những cái store tại con phố này nó là flagship store. Tức là đơn giản là store lớn nhất tại một nước. Thì không cần phải bàn cãi nữa về cái tính gọi là đầu tư. Họ cực kỳ đầu tư và một năm ít nhất là 4 lần bạn các bạn được thấy được tất cả các window shopping này, các window này sẽ được thay đổi cái thiết kế, cái trang trí, bởi vì là họ rất nhiều tiền đổ vào đây. Đây một đại gia Gucci. Nói chung là mình cũng có được cái vinh hạnh là rất được thường xuyên được Gucci quan tâm chăm sóc. Vacheron Constantin, một trong Big Three, hay là gọi là còn gọi là một trong ba thương hiệu đồng hồ Trinity luôn trong giới đồng hồ. Và tất nhiên là không có Rolex các bạn nhé. Ba Trinity chủ đoàn đồng hồ thì có Patek Philippe này, có Vacheron Constantin và có Audemars Piguet. Cartier rất khủng khiếp. Dicho, anh này rất dành về sơ mi, rất nhiều các loại sơ mi. Đấy. Richard Mille không cần phải bàn cãi nữa, quá khủng khiếp, quá khủng khiếp. Rất nhiều những chiếc đồng hồ triệu đô, rất nhiều những chiếc đồng hồ triệu đô. Đây này là Roger Debus, một bậc thầy về chế tác đồng hồ, một bậc thầy. 88 pieces nghĩa là gì ta? Have no ideas. Toss, giày. Và The Beer, yes. Kết thúc của nó là The Beer. Một trong các đại gia về kim cương. Thậm chí là hãng về khai thác kim cương lớn nhất thế giới, có các sản lượng sản khai thác kim cương lớn nhất thế giới, The Beer. Chào Hà đi. Đây là cung đường Ánh Trăng. Cung đường rất nổi tiếng mua sắm. Tên của cung đường này là Regent Street. Nói chung là
cũng khá nhiều các thương hiệu nổi tiếng ở đây. Đây là bến Picari Circus nha. Các bạn ơi, trong cái thời kỳ Covid này á thì là có những cái luật nho nhỏ đã thay đổi, chẳng hạn như là đi cái bus thì bị phí nha, thay vì mình phải top up tiền để đi. Thời điểm này là quý khách bạn là stay home mà. Thì thôi, chả có gì để nói nữa cả đâu. Nói nhiều quá, người ta bảo lại mình lại nói nhiều. Thế là mình làm tour cho các bạn xem thôi hả? Nói chung ấy, đây là một con phố mà có giá cả là mềm hơn khá nhiều so với cái con phố vừa đi qua là phố Owen Street. Regent Street thì tính nhận diện rất cao và các thương hiệu thì cũng mềm mại hơn, giá cả phải chăng hơn và rất phù hợp với các bạn đi du lịch hoặc là các bạn du học sinh mới sang. Đấy, du lịch thì ở đây có cũng tất nhiên là có thương hiệu Burberry. Có Michael nào, có H&M là cái Zara. Có thương hiệu của Mỹ nhỉ? Hollister nè, đấy. Yeah. Nói chung là các thương hiệu bình dân. Zara, Hollister, Mango đều có ở đây hết. Nhưng mà em nghĩ những người đi du lịch thì họ biết con đường này nhiều hơn là cái con đường Oxford Street á. Em nghĩ như vậy thì ở đây á, mua nước hoa để mua trà, mua bánh, mua quần áo rẻ tiền, mua đồ em bé, mua hoa rồi cả uống trà nè, rồi ăn spaghetti trong cái phố này có hết. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Để đi shopping, đi chơi á, thì đấy các bạn chỉ lên những cái bến như là Piccadilly Circus nè, Oxford Circus nè, Bond nè, và cứ dùng Google thì lên bất cứ một trong bốn bến đấy thì các bạn có thể đi bộ loanh quanh đấy để shopping từ rẻ tiền là bình dân cho đến đồ đắt tiền luxury. Đúng không? Burberry store to nhất. Burberry to nhất London, to nhất nước Anh. Flagship của nó luôn. Flagship của Burberry lại không nằm ở Owen Street mà lại nằm ở Regent Street. Đây. Các bạn tàu thì khỏi nói về độ mê cái store này rồi, các bạn biết ở đây các bạn tàu là cực kỳ mê Burberry. Họa tiết khăn trải bàn là một trong những họa tiết hay market đã đi cùng năm tháng rồi. Họa tiết hay market. Đây này là phố Tây, rất là châu Âu. Thực sự là con đường này được check in rất nhiều Instagram nha. Vì có rất nhiều là các vậy à? Những Instagrammer thì họ ngồi trên đây nè. Em mấy lần mình thấy nè, thế là cứ là tạo ảnh rồi stylist. Có lẽ là cái độ hành trang ở cái phố này em nghĩ là hơn là Oxford Street với lại Bond. Đấy, hồi nãy mình có nói bên Harlingen hay là mình qua bên kia mình nói về bên Harlingen đi ha. Yeah. Wow, rất là đẹp quá. Đây là cái vị trí mà anh thấy không? Phải nói là rất là cổ kính châu, rất là đẹp đấy. Ok. Bên kia là cái... Em không biết, em không nghĩ đây là cái store chính luôn đó đâu. Đây là cái store đầu tiên đâu. Đây là phố thương mại nhé. Em không biết. Vì Harlingen thì nói chung là một thương hiệu rất là sang trọng.
tính nhận diện của nó thì không cao bởi vì là nó thực sự là giấu mình trong thời gian rất lâu, nhưng mà nó vô cùng tinh tế và đắt tiền. Giá cả của nó thì cũng rơi vào khoảng 180 bảng một chai 75ml. Nói chung là giá như vậy là cao, giá như vậy là cao, và giá của nó thì nói chung là sẽ tăng rất là nhanh, bởi vì hiện nay là nó đang ngày càng nổi tiếng, nó sẽ càng ngày tăng càng nhanh. Vâng, các chị em nào mà đang có sắp tới Christmas nè, cuối năm á, thì nếu muốn mua một món quà mà chất lượng cho những ông chồng mà tầm tuổi trung hoặc là bố của mình á, thì mình khuyên là các bạn try thử nó. Google Pelagon thì nó sẽ come up rất là nhiều câu chuyện và những cái truyền cảm hứng và tại sao mà mình thích nó như vậy. Check it out nhé. Các bạn biết không, rất là thú vị cho mình vì mình làm trong cái khu này mà. Thì bình thường bây giờ trưa á, để đi trên con phố này á thì thường hay là đụng nhau và hay nói những câu như vậy, excuse me liên tục luôn, tại vì nó quá là đông đúc. Thứ hai thì đỡ, nhưng đến thứ sáu, thứ bảy thì thôi rồi. Chúng ta gọi là đi cứ là chạm trán nhau và cứ nói excuse me liên tục, rất là khó. Len lách lên giờ ăn trưa của mình là mình cứ cắm đầu xuống và đi thôi. Cup Lagerfeld thì mình nghĩ là bạn nào cũng biết đến ông bác này. Cụ Phèo vừa mới mất năm ngoái vì ung thư, nhưng mà sau khi cụ Phèo mất thì thương hiệu vẫn đứng rất vững, và các thiết kế thì có lẽ những người kế tiếp của Phèo đều là những người mà rất yêu mến ông, cho nên là các bạn biết rồi đấy. Đây là có thể nói là một hình ảnh quá quen thuộc với thương hiệu Karl Lagerfeld rồi. Và chưa nghe chưa bác nữa nha. Yeah. Theo thì thực sự đó là một tin rất là buồn. Anh có nghĩ như vậy không nhỉ? Những công ty mà rất là lớn ấy, những công ty như là LV hay những công ty tầm con fashion như H&M ấy, thì họ đang cố gắng launch cái việc mà bán hàng online của họ. Dạ. Tại vì cái tồn kho, các bạn có biết là mình làm cho một phần warehouse đấy, thì tất cả những cái shop mà bán không được thì nó đẩy vào flagship store, và cái nơi mà bán nhiều nhất có thể là cái khu phố này bán được rất nhiều các cửa hàng ở đây, thì những store to như từ các thành phố khác, Birmingham hay là Manchester, thì sẽ đổ về đây, đổ về gửi về cái kho ở đây, và để mà mình tổng hợp lại mình bán online đấy. Hiện tại thì mình không biết, không có thông tin gì nhiều về những cái hãng thời trang như là H&M, Zara, nhưng mà mình đang làm cho một công ty của Nhật, đó là tên là Muji. Nếu các bạn nào là fan của Uniqlo, Muji thì các bạn cũng biết rồi đấy. Luôn có một lượng fan khách hàng ổn định, đặc biệt là mùa hè thì là Uniqlo luôn luôn có collection mới, đúng không? Bán được rất là nhiều, bán được dép nè, dép sandal nè, rồi bán được mũ có như thế này nè, đấy. Nhưng mà tin buồn cho ngành retail là hai tuần trước mình nhận một cái thư là vui lòng là đến hợp tác cho cái warehouse, bởi vì tồn kho rất là nhiều, chúng mình phải là manage nó, pack nó vào những cái box riêng, tại vì cái collection nó đã out of date rồi, mình phải nhập hàng về đấy. Riêng cái ngành retail, đó là những cái thương hiệu nhỏ như mình thôi, thì mình muốn chia sẻ với các bạn biết là cái mặt trái của cái việc Covid này nó là như thế. Đây là con phố rất là đông đúc và ngày thường, và đặc biệt là vào các dịp như Christmas chẳng hạn, thì trang trí rất là đẹp, và năm nào cũng nó cũng là một hình tượng iconic mà sẽ được tag rất nhiều trên Instagram hoặc là Facebook. Các bạn có thể nhớ là khu vực này thì là giữa hai bên đường này, giữa hai cái góc phố, các bạn nhìn đây là có khoảng công rất lớn, thì người ta sẽ trăng các đèn màu từ bên này sang bên kia đấy, từ nối hai cái block nhà hai bên đường, thì tạo ra những cái khung cảnh rất đẹp đây, dọc cái con đường như này đấy. Toàn bộ những cái dọc đường này sẽ được trang trí bằng đèn màu rất là đẹp. Đây là một cái thương hiệu dành cho fitness nha, chị em nào mà mê tập gym nè, Pilates nè đấy, mình đặt địa ở Hàn Quốc, những cái nước như Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore.
thì đây đặt ở Mỹ nữa thì cái thương hiệu này thì là giống như là trong ngành thể thao ấy, giống như bạn đi mua món đồ như là LV vậy đấy. Thì đấy nó thời trang nè, có một chút gì đó cũng hơi sang chảnh một tí. Có nghĩa là đây là bán fitness hả bạn? Bán đồ fitness, bán đồ tập à? Quần áo tập hay là gì? Dạ. Em không hiểu sao nó lại như là cũng coi như là sang chảnh trong cái dòng fitness vậy. Rất là sang chảnh luôn. Dạ, cái thương hiệu này. Ok, whatever. Các bạn pilot á, em có coi mấy bộ phim mà về đặc biệt ở Hàn Quốc á, Hàn Quốc và ở Đài Loan á, thì cái thương hiệu này rất là phổ biến. Thật sự giống như là mình đi mua món đồ là mua LV, mua Dior vậy. Thì hôm thì nó quá là quen thuộc bình dân rồi, nhưng mà H&M Home á thì lại logo nó màu đen. Yes. Giống như Zara Home, như H&M Home á thì nó sẽ, em nghĩ là nó cái tính nhận biết của nó nhiều người biết hơn. Không phải là vì nó rẻ hơn đâu nha. Zara Home với là H&M Home á thì giống như John Lewis vậy. Ở bên đây á thì khi bạn đến mua những cái đồ giống như là homeware decoration cho gia đình á, phòng khách, phòng ngủ này nọ, thì các bạn đi siêu thị như Việt Nam mình, đi đến siêu thị hoặc đến một cái showroom để chuyên bán những cái đồ về gia đình. Tuy nhiên thì những cái thương hiệu thời trang này rất là tham lam nhá. Gần như là các thương hiệu con bây giờ cũng đã launch một cái line mới, thậm chí là giống như Muji, mà Muji thì chuyên về đồ gỗ. Đấy, và H&M Home nè, Zara nè, Arket nè, every retail bây giờ đang try kiểu như là để đáp ứng được cái thị hiếu của người tiêu dùng. Cả khi đến một store one stop, gọi là one stop shop, khi mà bạn đến đấy bạn có thể mua được đồ ăn, cũng có nước uống, cũng có coffee, trong đây có cả coffee nữa nha, rồi mua đồ gia đình, chọn món quà cho bạn bè, rồi cả đồ mỹ phẩm, quần áo đấy. Mình thấy cái concept này rất là hay đấy, rất là diverse đấy. Và những ông chồng á, thì có thể ông chồng hay là bạn trai có thể ngồi quán cà phê, ngồi rồi relax đợi bạn của mình shopping time đấy. Sau lưng mình là một trong những cái thương hiệu về department store khá nổi tiếng ở London, nó tên là Liberty. Thì cái này là nó như kiểu là một cái truyền thống của người Anh vậy, nó giống như là Fordham hay Mason, và nó bên trong này bán rất nhiều những cái thứ văn hóa và những cái thứ mà đồ nội thất này, gia dụng này, những cái thứ mà như là đồ gốm sứ, rồi là những loại vải truyền thống của người Anh thì là trong Liberty đều bán hết. Liberty lại còn rất mạnh về mặt là nước hoa nữa. Ví dụ như là rất nhiều những cái thương hiệu nổi tiếng của thế giới, và đặc biệt là những thương hiệu mà tính nhận diện không những là rất cao rồi mà lại còn có giá rất là đắt. Bạn nhìn thấy không? Đây là cái nơi mà mình, Thảo Rainbow là hay đến đây. Các bạn biết tại sao không? Vì mình là người mê những thứ như là pampering, rồi spa, rồi mấy cái bath rồi đó. Về tắm relaxing thì ở đây là tinh dầu nha, không cao không đắt, như các bạn nhìn nó rất là hoành tráng, rất là elite như thế, nhưng mà xà bông để tặng bạn bè này, gửi về Việt Nam và những dịp đặc biệt nó rất là ý nghĩa. Nó châu chút từng ly từng tí, giống như là cái văn hóa kiến trúc của người Anh ở đây vậy, rất là đẹp. Giá chỉ dao động một món quà, các bạn có thể đến giống như gọi là cái ngày tặng quà, để em nhớ là cái budget là chỉ 10 bảng thôi. Thế là cả shop của mình luôn, cả công ty của mình là làm ở đây. Mua tinh dầu nè, mua xà bông tắm nè, mua cái thiệp. Nó rất rất là đẹp, rất là đẹp, unique luôn các bạn. Và có cái logo Liberty, tất cả các item của nó đều là đến từ thương hiệu này. Và những bạn nào đặc biệt và học về cái ngành thời trang á, anh nhỉ? Ở đây có cái trường fashion rất là nổi tiếng đây nè. Thì đấy, ở châu Á mình thì đến đây tham khảo lên tầng trên cùng. Nếu các bạn có dịp đi du lịch nha thì các bạn đến đây ha. Tất cả những cái loại vải mà theo hoa văn truyền thống của người Anh thì đều bán được ở đây. Cho nên là mình nghĩ là rất nhiều những bạn mà thiết kế thời trang ở Anh Quốc ấy, ở đặc biệt là London, thì đều có thể đến đây để tham khảo và mua rất nhiều các loại vải. Đó. Đây là một cái góc mà rất nhiều kiến trúc của Liberty rất đặc biệt. Du lịch đây chụp hình đang chắc. Yeah. Kiến trúc của nó rất đặc biệt. Ở trên Instagram dành cho cái trang mà Londoner sẽ thấy cái department này rất là nhiều nha.
Ok, như mọi người nhìn thấy thương hiệu sau lưng không? Nói thương hiệu này thì xuất hiện khá nhiều bởi vì các celebrity ở Việt Nam trong các video ca nhạc ấy thì đều có ít nhất là một cái kính của Gentle Monster. Đây. Thì đây là thương hiệu nói chung là đã từng liên kết với Dior cho nên là nó khá là hot ở thời điểm này. Nó đến từ Hàn Quốc phải không anh nhỉ? Yes, yes. Thậm chí nó xuất hiện trong khá nhiều bộ phim drama của Hàn Quốc. Store rất là đẹp. Phải nói là bỏ rất nhiều công sức để trang trí những thứ như này. Ấn tượng, rất ấn tượng. Ok, như mọi người đang thấy đây đấy, xung quanh đây chính là có thể nói là địa điểm mà dân du lịch chắc chắn phải ghé qua. Đó là Oxford Circus. Nó tức là ngã tư mua sắm mà hầu hết tất cả những cái người mà muốn đây đến đây thì chắc chắn là đều được tour guide đưa đến đây để mua sắm một cái gì đó. Bởi vì là giá cả của nó là khá mềm. Tất nhiên các thương hiệu bình dân như hết H&M, rồi là Nike, Nike Towns, rồi là các thương hiệu quần áo bình thường như là Gap, Uniqlo, TK Maxx, Zara. Cái Nike Town này là gần như là biggest. Nike Town này thì là chắc chắn là flagship rồi, không cần phải bàn, không cần phải đoán, là chắc chắn là đúng. Đó. Đằng kia là Microsoft nha. Kia là Microsoft. Đấy và Microsoft ở đây là ở tầng trên là có cả một hệ thống chơi game khổng lồ. Tức là nó sẽ bán thẻ cho các bạn. Bán thẻ cho các bạn và các bạn nạp tiền vào sau đó là cứ ngồi chơi như ở Việt Nam vậy luôn. Đấy, nó cũng là một phòng game như ở Việt Nam. Rất là ngon, rất là ngon. Yes, Oxford Circuit. Xa xa kia thì theo mình biết thì hình như là University of Arts hay là University gì đó. Nói chung là một trường rất nổi tiếng về nghệ thuật và thiết kế thời trang. Ở ngay bên tay phải cái chỗ ngón tay mình đang chỉ đây này. Đó. Và cách đây 5 phút về hướng này nè thì sẽ có một trường đại học Westminster mà đa số các bạn Việt Nam gần như là Rất nhiều các nam nhân nữ tú đấy thì là học ở xa xa kia. Ở khoảng tháp kia là trường University of Westminster. Đó. Con phố mua sắm là chúng mình tiếp tục đi hướng kia nhá. Hướng kia khá thú vị bởi vì là sao? Rất nhiều cái đồ để làm souvenir. Rất nhiều thứ đồ để làm souvenir. Và để có thể bạn mua để mang về nhà sau khi bạn đi du lịch hoặc là thậm chí là bạn trang trí nhà cửa khi bạn mới chuyển đến đây thì bạn đều có thể đến đây để mua được bởi vì nó có rất nhiều các thương hiệu về đồ nội thất như là Zara Home, như là Uniqlo, như là Muji. Rất nhiều các thương hiệu over there. Bây giờ mình sẽ đi check nha. Đây là thương hiệu Vans. Store này mới chuyển đến đây được tầm 6 tháng thì bị cái dịch Covid này. Đây, quá đen. Mình còn nhớ là khi mà mình dậy sớm 5-6 giờ để mình đi làm thì bắt đầu store này chuẩn bị dựng lên. Và mình cũng thấy là khá thú vị vì mình cũng là fan của nó mặc dù chưa có đôi nào. Ok, Urban Outfitter. Và bên kia là Mango. Những thương hiệu rất là mềm mại thôi. Đây là Gap. Giá cả phải chăng? Bershka over there. Bershka là cùng nói chung là cùng công ty mẹ Inditex của Zara, cùng công ty mẹ. Mango này á là Mango ở Oxford Street này á, bạn nào mà muốn mua về outlet á thì đến đây vì cái tầng thứ 2 hay là tầng thứ 3 mình không nhớ. Outlet quần jean nhá, mọi quần áo váy thì chỉ tầm 10 bảng, tầm 10 bảng thôi. Và đây là đoạn kết, gần như là đoạn kết của vlog ngày hôm nay. Thì con phố này nó khá là yên tĩnh hơn và khép kín một chút. Thì khá nhỏ bé, các thương hiệu sẽ đi xuống dần. Và công ty của mình nằm ở đây. Đọc đây là Shu nhé, chuyên bán giày. Còn bên kia thì là Zara. Đấy, Zara ở đây nói chung là nhiều nhăn nhản như kiểu hàng chợ vậy đấy. Cứ đi khoảng độ 1 km lại có một Zara. Để mình nói nhé, trên con phố này có hơn 6 cái store Zara. Thì con phố này rất là dài anh ạ. Nó kéo dài đến Hyde Park luôn. Từ Tottenham Court đi đến Oxford. Thế cơ? Dạ, từ Oxford đến Bond. Đi đến Melbourne Arch. Thì có thể 6-7 cái store Zara và 6-7 cái store H&M, 2-3 cái Mango nha. Đấy cho nên các bạn như hồi nãy mình đã có nói thì các bạn chỉ cần nếu mà các bạn đi tàu đi du lịch ấy, thì lưu ý là chỉ lên. Nghĩa là mình đi tàu rồi mình exit ra những cái bến như sau. Piccadilly Circus ha, Oxford Circus,
Bonds và Marble Arch. Marble Arch, yeah. Oh, Tottenham Coros, đúng rồi, yeah. Tottenham Coros, yeah. Thứ hiệu về giày, Aldo. Aldo thứ hiệu về giày. Còn xa xa kia các bạn thấy chưa? Xa xa kia là Gucci, yes. Gucci là đồ gia dụng, nến rồi là dựng nước rửa tay, các loại hương thơm rất hợp với các bạn nữ. Nếu bạn nào mà hay để ý một tí giống như KFC thì luôn luôn xuất hiện với McDonald's ha. Thì Starbucks thì với Costa, nghĩa là hai các thương hiệu cà phê của Mỹ, của Anh hay là của châu Âu, nó luôn luôn nằm chung với nhau, giống như là nó cùng nhau build đi lên. Thì Uniqlo bên đây thì sẽ có Muji, đây là của Nhật đấy. Hoặc là như của Mỹ thì là Hollister thì có sẽ có Abercrombie gì đấy. Dạ. Yeah. Mình qua bên đây nhé. Hôm nay là mình có một cuộc hẹn đến đây để mình meet in, cho nên có thể là mình sẽ nói đôi lời trước khi mình vào trong nha. Mình hy vọng là vlog này sẽ đem đến nhiều kiến thức, ý nghĩa, và mình xin giới thiệu đến các bạn mà chuẩn bị đi du lịch sau cái mùa Covid này nó êm rồi thì các bạn đi. Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi nào thắc mắc về London thì hãy inbox cho mình, comment cho mình, bởi vì mình sống ở đây cũng 10 năm cùng với là partner của mình, thì mình sẽ hy vọng sẽ một ngày nào đó được gặp các bạn, nếu các bạn đi ăn gà bánh ở London, đi shopping những cái phố mà trong cái vlog này nhá. Kinh quá à, chào. Nếu bạn nào mà là fan của Muji hay là Uniqlo thì các bạn hãy đến với mình, thì mình sẽ cho các bạn discount với điều kiện là password là subscribe, like our channel. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.